Chúng ta đi vào câu tiếp theo là hiển thị bảng khách hàng địa chỉ ở quận 1 hoặc quận 3. Nhưng mà chúng ta mới nhìn ở đây chúng ta thấy là quận 1, nhưng mà chưa thấy à đây có quận 3 đây rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh select sao from khách hàng với điều kiện các bạn sử dụng where, với điều kiện là địa chỉ. Địa chỉ bạn có thể sử dụng là địa chỉ line hoặc là bạn dùng in cũng được ha. Bây giờ trước tiên chúng ta dùng in đi. Chúng ta sử dụng danh sách. Ok, thử coi nào. Chúng ta sẽ có quận 1, phẩy quận 3. Rồi, chúng ta thử coi thử nó nằm trong danh sách này thì nó sẽ như thế nào. Đây, những địa chỉ nào mà thuộc quận 1 hoặc quận 3, in quận 1, in quận 3, miễn là có nằm trong này là được. Hoặc là các bạn sẽ có thể sử dụng một cái câu query khác. Ở chỗ này chúng ta dùng where mà chúng ta sẽ dùng khác tí xíu, là địa chỉ là like quận 1 địa chỉ like quận 3. Đó, và cách thứ hai các bạn chạy lại. Vậy hai cách chúng ta đều cho ra danh sách giống nhau, được chưa nào? Hai cách đều cho ra danh sách giống nhau, địa chỉ like quận 1 hoặc địa chỉ like quận 3, hoặc là các bạn sẽ sử dụng là địa chỉ in trong cái danh sách này. Nhìn thấy quận 1 cũng được, nhìn thấy quận 3 cũng được. Như vậy chúng ta đã hoàn thành câu 1.4.